Xin chào các bạn, tôi là Phạm Thành Biên. Hiện giờ tôi đang ở sân bay Tân Sơn Nhất để chờ đáp máy bay về Hà Nội sau khi kết thúc một cái khóa đào tạo ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Và bây giờ có cái thời gian rảnh rỗi, tôi ngồi đây chia sẻ với quý anh chị về cái xu hướng của thị trường tài chính quốc tế, xu hướng của nền kinh tế thế giới trong vòng 6 tháng tới, 6 tháng đầu năm của năm 2019, và trong đó xem chúng ta có cái cơ hội gì có thể là kiếm được tiền ở trong cái thị trường tài chính này không, khi mà thị trường, cái xu hướng của thị trường như vậy. Thì điều đầu tiên là cái về nói về xu hướng của thị trường trong vòng 6 tháng tới, thì các cái chỉ số kỹ thuật phân tích trên thị trường cho thấy rằng trong vòng 6 tháng tới là thị trường tài chính toàn cầu có một nhịp điều chỉnh, có một nhịp điều chỉnh anh chị nhé. Trong vòng 6 tháng tới, trong các chỉ số phân tích của tôi ở trên thị trường tài chính quốc tế, bao gồm các thị trường tài chính, thị trường cổ phiếu, thị trường chỉ số, thị trường hàng hóa, và thị trường tiền tệ, thì qua tất cả phân tích tổng thể các thị trường như vậy thì tôi thấy rằng ở trên thị trường tài chính là thị trường cổ phiếu, thị trường chỉ số chứng khoán, trong vòng 6 tháng tới là có một cái nhịp điều chỉnh rất là mạnh. Ở trong cái nhịp này thì khi mà thị trường điều chỉnh mạnh như vậy thì có nghĩa là một cái lượng tiền được rút ra khỏi thị trường. Và cái lượng tiền rút ra khỏi thị trường như vậy thì cái lượng tiền đó đổ vào đâu? Đó là một cái câu hỏi rất là thú vị. Đầu tiên thì khi thị trường S&P 500 ở đỉnh cao như thế này, nó đi xuống, thì làm cho cái, có nghĩa là gì? Có một lượng cổ phiếu, một lượng hàng hóa được bán và được nhà đầu tư rút tiền ra khỏi thị trường, làm cho chỉ số S&P 500 của thị trường chứng khoán Mỹ sẽ bị giảm điểm ở trong vòng 6 tháng tới. Tất nhiên không phải giảm liên tục, kết thúc mỗi một nhịp giảm nhỏ nó có một cái điểm phục hồi và sau đó nó lại có nhịp giảm sống tiếp. Cái xu hướng chủ đạo của thị trường trong giai đoạn tới đây là xu hướng giảm điểm. Và khi mà thị trường cổ phiếu của Phố Quân mà giảm điểm thì chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng đến tất cả các thị trường khác, bao gồm có cả thị trường chứng khoán Việt Nam và các cái thị trường khác như thị trường Hồng Kông, thị trường Nhật, thị trường Hàn Quốc, vân vân và vân vân, các thị trường, kể cả thị trường châu Âu. Đấy là một cái đặc điểm chung của thị trường. Thế vậy ở cái thời khắc như vậy thì có cơ hội gì cho chúng ta kiếm tiền không? Đối với thị trường chứng khoán Việt Nam thì chỉ có một cơ hội duy nhất, đó là trên thị trường phái sinh. Ở trên thị trường chứng khoán Việt Nam có cơ hội duy nhất trên thị trường phái sinh. Nếu anh chị đang giao dịch thị trường phái sinh thì đây là cơ hội để chúng ta có thể short sell bán khống. Còn nếu anh chị em mà giao dịch ở thị trường hàng hóa thì đây là cơ hội tuyệt vời để chúng ta có cơ hội mua vào, đó kim loại quý, ở đây có thể là vàng. Và đối với trên thị trường Bitcoin thì trong vòng 6 tháng tới, thì vì nó là Bitcoin đang được giao dịch phái sinh ở trên thị trường tài chính chính thống, cho nên khi thị trường chính thống bị bán khống mạnh, bị giá chỉ số bị giảm điểm mạnh, thì làm cho thị trường Bitcoin cũng sẽ bị ảnh hưởng theo và làm cho giá của nó sẽ bị lao dốc. Và chúng ta nhìn thấy ở những cái bản tin trước tôi phân tích là giá nó đang bị giảm từ 6.400 về dưới 4.000 rồi, và tiếp tục cái nhịp giảm này, những cái phục hồi nó chỉ mang tính chất là phục hồi nhẹ, và sau đó nó lại giảm điểm tiếp từ cái ngưỡng quanh khoảng 4.000 này, giảm về tiếp mức tiếp theo là 2.900, và khi mức 2.900 bị phá gãy thì nó tiếp tục giảm về mức 2.200 trong vòng khoảng 3 đến 6 tháng tới. Chính vì thế cho nên những anh chị em nào mà đang nắm giữ Bitcoin thì hãy lưu ý điều này. Còn nếu anh chị em nào chưa tham gia vào thị trường thì hãy từ từ thận trọng để quan sát thị trường hơn nữa, bởi vì là đây là cái nhịp mà thị trường tài chính đảo chiều theo mang tính chất chu kỳ. Tại năm 2019 này nó sẽ hội tụ trùng hợp của hai chu kỳ. Một là chu kỳ 3 năm từ năm 2015, cuối 2015 đến cuối 2018 là một chu kỳ 3 năm. Và chu kỳ thứ hai là chu kỳ 10 năm, là tính từ năm 2008 đến 2018, cuối 2018. Và đây là mang tính chất tại cuối năm 2018, đầu năm 2019 là có hai chu kỳ được hội tụ với nhau, chu kỳ 3 năm và chu kỳ 10 năm. Chính vì thế cho nên đây là một cái nhịp mà điều chỉnh thị trường vô cùng mạnh. Và nếu chúng ta là nhà đầu tư tài chính, nếu chúng ta là nhà kinh doanh, nếu chúng ta là nhà đầu tư bất động sản thì hãy cẩn trọng với cái điều này. Bởi vì khi mà thị trường tài chính giảm điểm mạnh như vậy, nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các thị trường ngoài đời, thị trường bên ngoài này, đặc biệt là thị trường bất động sản. Sau khoảng 3 đến 6 tháng nữa thì bắt đầu nó có sức ảnh hưởng. Sau khoảng 9 tháng đến 1 năm nữa thì nó sẽ ảnh hưởng rất là mạnh. Có thể làm cho thanh khoản của thị trường bất động sản nó sẽ giảm rất là nhanh. Và đây là những các cái lưu ý để cho nhà đầu tư có thể biết được. Còn nếu anh chị em nào mà làm trên thị trường tài chính thì đây là cơ hội kiếm được rất nhiều tiền. Nếu anh chị em mà quan tâm đến kiếm tiền như thế nào trên thị trường tài chính thì có thể comment tìm xuống phía dưới đường video này, tìm xuống phía dưới cái video này, tìm cái đường link, đăng ký vào đường link và gặp tôi trực tiếp ở ngoài đời để chúng ta có thể làm việc được với nhau dài hơn. Phạm Thành Biên xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở các video clip tiếp theo.